chèo mà. À, kính thưa quý vị, quý vị thân mến nha, nay trà lư, cách trà lư đồng á là nhanh nhất á là giấm, cho giấm ăn á với muối bột, với muối, dưa muối nha, coi như là ví dụ như bỏ vô chút xíu muối thôi. Đây ăn thua mình quậy rồi vô chút xíu giấm, chút xíu giấm rồi quý vị sẽ nhìn đây, đây đừng xui ha, tại vì mình trà theo cái cách này thì nó sáng nhưng nó không có mòn, nó không có mòn lư. Đây quậy lên, quậy lên ha, đây nè ha, tại vì muối với giấm là nó sẽ đánh tan mấy cái ten đồ đen đồ ra nè. Đây quý vị sẽ coi mình trà nha, sáng liền luôn, tóc hạt đó, thấy chưa, cực kỳ nhanh. Đây là bí quyết rất là nhanh, rất là sáng. Quay cho rõ nha con, quay vừa ngay cái lư với cái tay vậy, rất là sáng nha. Đây nè, nhìn đen nè, đen đây. Nhanh nha, rất là nhanh, rất là sáng, coi như là sáng liền luôn. Thấy chưa, quý vị mình thấy rõ chứ ha, rất là sáng, chỉ là muối với giấm thôi. Đó rất là sáng. Nay mình nhờ con mình nó quay phim. Đây đen nha. Vậy thấy sáng nha ha. Cái chân rõ cho đẹp nha, chân rõ nha, rất là sáng, rất là nhanh. Còn mình đem ra tiệm nó trà mấy chục ngàn nhưng mà nó trà bằng cái máy này, nó để cái bánh xe bóng rồi nó quấn thì thời gian thì nó mòn. Mỗi năm thì nó mòn ít, theo cái tục lệ Việt Nam mình thì Tết thì phải sửa sang bàn thờ, lau chùi rồi cho nó sáng nó mới. Thì nhà nào cũng có bộ lư đồng thì đem đi đánh, người biết thì mấy chục ngàn. Thì bây giờ mình ở nhà mình chơi giấm với muối mình trà về trong tích tắc thôi. Còn ví dụ đem ra bỏ thì nó phải nhiều khi nó kẹt, nó đông thì nó 2-3 ngày mình mới lấy. Cái này thì mình làm 5-10 phút và 5-10 phút là nó sáng trưng. Nè, sáng trưng liền, nó y như trời đi đánh tiệm thôi. Còn là thậm chí còn hơn nữa. Chứ nó còn sáng hơn nữa, thôi quý vị thấy không? Không cần nhiều giấm, không cần nhiều muối. Chút xíu để trà đủ. Coi chừng cái ngón tay còn đi vô cái camera. Né chỗ đó. Thôi nhà đèn nè, đó rồi sẽ đây, đây tới cái này, quý vị thấy đen đúng không, rất là đen, vàng khè đen thui. Đây lần một thôi là sáng trưng, sáng à.
đẹp luôn ha, hơi tiện luôn ha. Ta đánh tao bằng mình ở nhà mình đánh. Lưỡi đánh không đầy nửa tiếng hồ, rất là sạch, rất là sáng. Rất là sáng nha quý vị, sáng trưng. Tôi ha, cho vô miếng muối nữa đây. Giấm nha, giấm gạo. Đen nha. Trừng sáng trưng như quý vị, rất là đẹp nha. Giấm với muối sáng quá trời sáng. Nhanh thì nhanh, chỉ đưa mấy tiếng hộ làm chút xíu xong chị đế cho cậu ba. Chị đế của cái này luôn rồi, nó rất là nhanh, nó rất là nhanh. Hai cá này cá chưa chùi này nha, cá chưa rồi, hai cá nó khác xào xào lắm.
xã nha quý vị. Video chị Lư đến đây xin kết thúc nha.